Hello các bạn. Ở trong phần quản lý các server, ở video trước mình đã giới thiệu về local server. Đấy. Bây giờ mình click tới on server. Thì ở cái menu on server này, thì ở phần đầu tiên, các bạn sẽ nhìn thấy danh sách tất cả các server ở đây. Thì bởi vì hiện nay mình chỉ có một máy chủ thôi, nên nó hiển thị chỉ có một hàng như này. Nếu bạn có nhiều máy chủ và đã join đủ main thì chúng ta sẽ thấy một loạt cái danh sách các máy chủ ở đây. Và khi bạn cần muốn giám sát hay là cấu hình một máy chủ nào, bạn chỉ cần chuột phải. Đấy, và thực hiện ví dụ bạn muốn add thêm role và feature cho máy chủ đó. Đấy, thì chúng ta click vào đây. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cái role và feature cho cái máy chủ chúng ta vừa chọn. Đấy. Hoặc là chúng ta muốn quản lý cái máy chủ đó, hoặc thực hiện các cái lệnh PowerShell, nick timing, vân vân, rồi hoặc là quản lý user computer trên máy chủ đó. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta thấy là trên một cái giao diện này nhưng mà có thể quản lý từ xa tất cả các máy chủ. Đấy. Chúng ta không cần phải remote desktop mà thực hiện ngay những cái hành động quản trị ở đây. Đấy. Đúng không ạ? Rồi. Thì đấy chính là cái lợi ích của cái phần on server là như vậy. Kéo xuống phía dưới thì nó cũng giống như thằng local server thôi. Đó là phần event service, rồi là cái BPA analyzer. Rồi tiếp theo chúng ta click vào menu ADDS, đây chính là cái dịch vụ mà hạ tầng domain service rất quan trọng. Đấy. Trên các cái máy chủ. Đấy. Hiện nay thì dịch vụ này đã được cài đặt trên cái máy chủ này. Đấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái trạng thái liên quan đến cái dịch vụ ADDS này. Thì đây các bạn thấy là các event này chỉ có liên quan đến ADDS thôi. Đấy. Tương tự nó các cái service mà liên quan ADDS nó nằm ở đây. Đấy. Rồi nếu bạn chạy cái BPA thì nó sẽ chỉ chạy ra những cái cảnh báo hoặc là những cái gợi ý liên quan đến việc là thiết lập cái cấu hình ADDS hoặc là xử lý các lỗi liên quan đến ADDS. Được chưa ạ? OK. Tiếp theo là DHCP, một dịch vụ hạ tầng quan trọng để cấp phát IP động. Thì tương tự là chúng ta có thể thực hiện các cái hành động là quản trị. Ví dụ đây là DHCP Manager. Đấy, bạn thấy lúc đầu thì nếu trên on server rất nhiều hành động, nhưng mà trong DHCP thì chúng ta chỉ có là cái shutdown này, còn về vấn đề mình PowerShell, nick team mình DHCP Manager đây, đúng không ạ? Đấy. Rồi tương tự DNS thì chuột phải đây các bạn thấy sẽ là DNS Manager. Đó. Rồi tiếp theo là lưu trữ file, các dịch vụ file và lưu trữ. Đấy. Thì chúng ta thấy ở đây là có performance này. Đấy. Role feature shutdown local server. Rồi, thì ở đây các sự kiện thì liên quan đến lưu trữ. Rồi các volume. Đấy, rồi disk, cái ổ đĩa cứng, storage pool, share, work folder, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có thể quản lý tổng quan về dịch vụ lưu trữ file và lưu trữ và file đấy, ở trên máy chủ đó. Tiếp theo là đến nếu như chúng ta chạy dịch vụ web thì đây. Đấy, chúng ta chuột phải ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái manage về IIS. Rồi wsuit là máy chủ update. Đấy, tự động update các cái bản và lỗi cho server này. Đấy, mà nó sẽ download sẵn về và chúng ta sẽ triển khai các bản update từ máy chủ wsuit này xuống server, thay vì là chúng ta phải cập nhật trực tiếp qua internet. Thì wsuite sẽ giúp chúng ta là làm giảm băng thông cũng như là hỗ trợ cái việc test thử các bản update trước khi mà triển khai nó cho toàn bộ các cái hệ thống máy chạy ở hệ điều hành Windows trong hệ thống của chúng ta. Đó. Thế đấy chính là toàn bộ phần server manager để giúp cho các bạn quản trị hệ thống. Chúc các bạn thành công.